Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái món đậu hũ thịt bằm, nấm rơm và tôm ha. Nướng với bạc với nước sốt tứ xuyên ha nha mấy bạn. Món này mình có thể đổi vị cho bữa ăn, ăn cơm, ăn chơi lai rai, và cũng là món có thể là một trong những món mình có thể đãi tiệc ha mấy bạn. Rất là ngon ha mấy bạn, đầy đủ chất ha, tôm, thịt, nấm, đậu hũ và nhiều loại rau củ ha, ngon lắm nha mấy bạn, ăn rất là ngon ha. Đây là cái đậu hũ mình đã hoàn thành ha, đậu hũ, tôm, nấm, rơm, rau củ đầy đủ ha. Và cũng là cái món để mình xen kẽ trong món để đãi tiệc ha mấy bạn. Đây mình sẽ giới thiệu cái phần rau củ và gia vị để làm ha. Gừng mình có gồm có là ớt chuông nè, ớt chuông ba màu ha, xanh đỏ vàng, đậu Hà Lan ha, đậu Hà Lan, hành tây, nấm rơm, bắp non ha, cà rốt, củ cải trắng, cà chua mấy bạn, nấm rơm mà mình mua cái nấm búp ha, để nguyên cho nó giòn ha. Cà rốt thì mình có thể sắc khoanh và sắc sợi ha. Vào cái khay ha, mình gồm có một muỗng dầu màu hạt điều ha, một muỗng súp nước tương, một muỗng súp dầu hào, khoảng chừng 3-4 lát gừng mình cắt sợi ha mấy bạn. Mình cho một muỗng hạt nêm, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê tiêu, rồi một muỗng rưỡi cà phê đường ha mấy bạn. Nếu mình ăn bột ngọt thì mình cho nửa muỗng cà phê bột ngọt ha. Mình chuẩn bị một ít khoảng một muỗng, hai muỗng cà phê bột năng mình khuấy sẵn với nước ha, hành tỏi băm và một muỗng cà phê dầu mè nha mấy bạn. Đây là màu hạt điều ha, khoảng một muỗng, hai muỗng cà phê màu hạt điều ha. Dầu hành phi gì cũng được ha mấy bạn, hoặc là dầu trắng ha. Mình cho đậu hũ qua vô, mình chỉ chiên lướt qua thôi nha mấy bạn. Đậu hũ vừa hơi vàng vàng thôi, mình đừng có chiên giòn, nó không ngon nha mấy bạn. Này mình kêu là đậu hũ lướt sóng, lướt qua thôi đó. Dầu nóng để một xí nó hơi vàng là mình trở mặt ha, mình lướt qua ha. Rồi như vậy là được hả mấy bạn. Đậu hũ chỉ hơi vàng. Đậu hũ là được nha mấy bạn.
bột ngọt thôi nha mấy bạn. Đừng có ướp hạt nêm, hạt nêm nó sẽ bị khét á. Khi mà mình đảo tôm thì bị khét đó. Rồi đây là tôm với đậu hũ mình đã lướt qua dầu rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ xào thịt bằm thôi nha mấy bạn. Trong thịt bằm thì mình cũng có ướp vô một muỗng cà phê hạt với lại củ cải trắng ha, với lại bắp. Cái bắp non này mình trụng qua nước sôi nha mấy bạn. Tại bắp này là nó cũng hơi lâu mềm á. Mình luộc qua nước sôi rồi mình cho vô mình xào ha. Mình xào chung với cà rốt với củ cải trắng. Còn những cái rau củ kia là nó rất là nhanh chín, mình để lại ha. Sốt này vào đậu hũ ha. Mình đút vào lò. Mình không có cho đậu hũ vào đây xào nha mấy bạn, tại vì đậu hũ nó sẽ bể, nhìn nó không ngon. Nó hồi mình nướng trong giấy bạc là đậu hũ nó sẽ bể. Mình cho vào đây một khoảng chừng 3 muỗng súp nước nha mấy bạn. 3-4 muỗng súp nước ha. Dùng hoặc là nước trắng thôi. Cái nấm rơm vào, nấm rơm mình đã sắc ra trộn rồi. Cái bột năng mình đã chuẩn bị hồi nãy mình cho một xí vô ha, mình cho nó vừa, hơi sệt sệt nhẹ, đừng cho nó sệt quá nha mấy bạn. Đậu hũ mình lướt qua mình đã xếp vào giấy bạc nè. Giờ mình đổ cái nước sốt này lên ha. Mà trong quá trình mình đút lò thì nước sốt này nó sẽ thấm vào đậu hũ ha. Có lửa than thì mình nướng trực tiếp cái gói giấy bạc này lên lửa than nha mấy bạn. Là nướng giấy bạc á. Còn cái này thì mình ở nhà mình chỉ không có xài, mình không có than thì mình đút vào lò nướng ha. Cái phần hành tỏi phi còn lại mình thêm một ít dầu, mình sẽ xào cái rau củ còn lại ha. Đậu Hà Lan nè. Rồi ớt chua ha. Đậu
nửa muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê nước tương, và nửa muỗng cà phê đường nha mấy bạn, nửa muỗng hạt tiêu. Mình sẽ đảo ra. Dầu mè vào và mình tắt bếp nha mấy bạn. Đậu hũ đút lò này mình đã xong rồi nè. Mình sẽ cho cái rau củ lên.